OT360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Vios Air 2021 siêu lướt hơn 5 vạn km. Thì ngày hôm nay tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe cũng là Toyota Vios. Có khác là ngày hôm qua là chiếc xe màu trắng quý vị và các bạn nhé. Ngày hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Vios Air 2021 màu đen MT quý vị và các bạn nhé, sản xuất năm 2021, lăn bánh 5 vạn 2 km và cái đồng hồ này là cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ chuẩn, không tua các bạn nhé, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và dàn lốp theo xe còn mới tinh luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Còn full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm luôn nhé. Quý vị các bạn có thể vào hãng chỉ cần đọc biển số, đọc số khung là quý vị các bạn có thể check được chiếc xe này rồi các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Ngoài cái việc lịch sử của hãng ok rồi thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn. Chúng tôi đang bán với giá là 405 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios Air số sàn 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios Air 2021 siêu lướt này các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Vios E số sàn, sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh 5.2 km rồi, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Về chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ Euro chuẩn, không có tua đồng hồ. Cái thứ hai nữa là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, tất cả máy móc còn nguyên bản, nguyên zin hết các bạn nhé. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 405 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn nhé. Quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị các bạn hãy qua luôn các bạn nhé. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có cả màu đen, màu trắng các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.